huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói về chân sút số 1 của U20 Việt Nam. Nói về chân sút số 1 của U20 Việt Nam, Nguyễn Quốc Việt, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, chân sút trẻ này đang có phong độ tốt. Bản thân chân sút trưởng thành từ học viện Nutifood JMZ này mong muốn chơi tốt hơn nữa ở trận đấu cuối của vòng bảng. Nguyễn Quốc Việt đã ghi 2 bàn thắng sau 2 trận đấu cho U20 Việt Nam ở cả 2 trận đấu gặp U20 Australia và U20 Qatar. Nói về màn trình diễn ấy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá: "Chúng ta đã biết rồi, điểm mạnh của Quốc Việt là khả năng ghi bàn. Việc ghi bàn là yêu cầu rất cao với mọi cầu thủ. Nhưng Quốc Việt đã ghi được 2 bàn sau 2 trận cho thấy phong độ rất tốt, đúng với khả năng của cậu ấy." Thuyền trưởng của U20 Việt Nam cho rằng Nguyễn Quốc Việt có khả năng chơi tốt ở những vị trí khác nhau ở tuyến đầu theo cách bố trí đội hình trên sân. U20 Việt Nam đá 3 sơ đồ chiến thuật ở 2 trận đấu vừa rồi. Chúng tôi đặt Quốc Việt ở những vị trí khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn ưu tiên cậu ấy chơi trên hàng công, có thể đá bên trái, bên phải hoặc trung phong, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói. Nói về bản thân, Nguyễn Quốc Việt bày tỏ sự hạnh phúc khi góp công trong 2 chiến thắng của đội. "Cảm xúc của tôi là vui và hạnh phúc khi góp công vào 2 chiến thắng của đội. Với tiền đạo thì cần làm việc tốt nhất, đội cần điểm số. Tôi mong tốt hơn nữa ở trận đấu cuối để tiến sâu và giành vé dự World Cup." Không có ngoại hình quá cao to nên tiền đạo của học viện Nutifood JMC này cho biết phải làm việc cần lực trên sân để bù đắp bất lợi của mình. "Ở những buổi tập, tôi thường trau dồi thể hình, thể lực để đạt được trạng thái tốt nhất nhằm bù đắp điểm yếu. Thầy Hoàng Anh Tuấn luôn động viên tinh thần, nhắc nhở cần cải thiện những hạn chế của bản thân." Đối với trận đấu với U20 Iran, Nguyễn Quốc Việt cho rằng anh cùng đồng đội quyết tâm để giành một kết quả tốt. "Tôi nghĩ rằng đội đã có 2 trận đấu đầu tiên đấu tốt trước U20 Qatar và U20 Australia. Đối với U20 Iran, họ là đội bóng hàng đầu châu Á nên phải cẩn trọng, nhưng phải làm sao đạt kết quả tốt để vượt qua vòng bảng. Mong mọi người cùng đồng hành cùng đội, dù tốt hay không tốt. Chúng tôi hứa sẽ thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất." Trò giỏi của huấn luyện viên Guillaume Gracien bày tỏ như vậy. Văn trường và bí mật sau sự kiên trì của huấn luyện viên Philippe Chuzier. Nhiều người đã bắt đầu đánh giá cao sự triển vọng của Nguyễn Văn Trường. Nhưng ít ai biết được cách đây 2 năm, nếu không có sự kiên nhẫn của huấn luyện viên Philippe Chuzier, Văn Trường khó có đòn bẩy để vươn ra ánh sáng. 2 năm trước, huấn luyện viên Philippe Chuzier vẫn còn dẫn dắt đội U19 Việt Nam. Ông đi theo dõi vòng loại U19 quốc gia 2020. Nguyễn Văn Trường trở thành cái tên được vị chiến lược gia người Pháp phát hiện và triệu tập lên đội tuyển trẻ quốc gia. Khi đó, cầu thủ này mới chỉ 17 tuổi, được xếp vị trí tiền đạo cắm và đóng vai trò dự bị cho đàn anh hơn mình 2 tuổi là Nguyễn Văn Tùng. Bộ kỹ năng của Văn Trường khi đó còn khiêm tốn, nếu không muốn nói là khá vụng về. Tuy nhiên, huấn luyện viên Philippe Chuzier vẫn nhất quyết gọi anh lên thử sức ở U19 Việt Nam. Vì huấn luyện viên người Pháp còn quyết đoán đến mức trong một trận đấu giao hữu giữa U19 Việt Nam và Phù Đồng. Khi biết tin một chuyên gia bóng đá đến dự khán đài trận cầu kể trên, ông Chuzier đã xếp Văn Trường đá chính. Lúc bấy giờ, Văn Trường chưa chơi ngọt và khoan thai như hiện tại. Anh đỡ hỏng nhiều và phải cố gồng mình để theo được tốc độ thi đấu của toàn đội bóng. Vị chuyên gia đương nhiên là nhìn thấy điều đó. Ông đặt câu hỏi về người kế bên xoay quanh Văn Trường: "Cầu thủ ấy là ai? Và tôi thấy chơi chưa tốt lắm." Câu hỏi ấy rất khó có lời hồi đáp tương xứng ngay khi đó. Sự kiên nhẫn của ông Chuzier với Văn Trường lúc bấy giờ thực sự khiến nhiều người băn khoăn. Nhưng với những gì đã diễn ra sau đó, vị chiến lược gia người Pháp tin tưởng cầu thủ Hưng Yên thực sự là đúng đắn. Đòn bẩy từ phía ông Chuzier là khởi đầu cho những thành công sau đó của Văn Trường. Anh được huấn luyện viên Gong Okyun chọn lựa lên U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2023 khi mới chỉ 18 tuổi, sau khi video kéo dài 5 phút về anh. Ấn tượng hơn, ông Gong Okyun còn cho Văn Trường thi đấu cả 4 trận của U23 Việt Nam tại giải đấu đó với tổng thời lượng lên tới 254 phút. Báo Iran hết lời khen ngợi U20 Việt Nam, lo ngại đội nhà bị loại. Bóng đá Uzbekistan và Việt Nam đang trên đà thăng hạng ở châu Á. Tờ Football League giật tít như vậy. Tác giả bài viết nhấn mạnh, dù không được đánh giá cao, nhưng U20 Việt Nam bỗng nhảy lên đầu bảng B của giải U20 châu Á. Với 6 điểm trong tay, họ chỉ cần kết quả hòa trước U20 Iran là giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng. Sau 2 chiến thắng trước U20 Australia, U20 Qatar, U20 Việt Nam cho thấy họ là đội bóng kỷ luật và chơi rất sắc sảo. Do đó, để U20 Iran giành chiến thắng trước đối thủ này là điều không hề đơn giản. Trong khi đó, tờ Vazetba thể hiện sự bất ngờ trước màn trình diễn ấn tượng của đội quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu năm nay. Nhiều chuyên gia đánh giá U20 Australia và U20 Iran không gặp khó khăn ở bảng B. Tuy nhiên, sự xuất sắc của U20 Việt Nam làm đảo lộn mọi dự đoán. Đây là đội bóng có lối chơi thông minh, chớp thời cơ rất tốt. Việc quật ngã cả U20 Australia và U20 Qatar cho thấy U20 Việt Nam không phải là dễ đối phó. Thậm chí giờ đây, họ còn là đội bóng rộng cửa nhất giành vé đi tiếp ở bảng B, tờ báo của Iran viết. Việc U20 Việt Nam đứng đầu bảng B là điều bất ngờ cho nhiều người, nhưng với người hâm mộ Việt Nam thì không. Họ từng tham dự World Cup U20 năm 2017
và vừa trải qua khởi đầu tốt nhất của mình ở giải U20 châu Á. Trong nhiều năm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên kế hoạch để tạo ra lứa cầu thủ có thể tiệm cận trình độ của những đội bóng hàng đầu châu Á. Họ đang có những bước phát triển tốt ở mọi cấp độ. Có chi tiết thú vị, người có công xây dựng bóng đá Việt Nam là giám đốc kỹ thuật Hang Jugen Khede. Ông là người quen với bóng đá Iran khi từng có thời gian rất dài làm việc tại đây. Tờ Vazetba dành lời khen cho bóng đá Việt Nam trong một bài viết khác. Lượt trận đấu cuối của bảng B sẽ diễn ra cùng lúc vào lúc 17 giờ ngày 7 tháng 3. U20 Việt Nam gặp U20 Iran và U20 Qatar gặp U20 Australia. Với cục diện hiện tại, ngoại trừ Qatar gần như chắc chắn bị loại, ba đội còn lại ở bảng B là U20 Việt Nam 6 điểm, U20 Australia 3 điểm và U20 Iran 3 điểm đều có cơ hội để giành vé đi tiếp. U20 Việt Nam không cầu hòa trước U20 Iran. Chiều ngày 6 tháng 3, U20 Việt Nam có buổi tập trên sân cỏ nhân tạo. Nói về trận đấu với U20 Iran sắp tới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng thầy trò ông sẽ không ra sân với tư tưởng cầu hòa. Buổi tập của U20 Việt Nam kéo dài trong 45 phút và diễn ra trên sân cỏ nhân tạo theo bố trí của ban tổ chức. Lo ngại các cầu thủ chấn thương do mặt sân cứng lại có nhiều sỏi nhỏ, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò mang giày vải. Buổi tập của U20 Việt Nam cũng vì thế mà diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng, chủ yếu giúp các cầu thủ làm nóng, tránh sức ý. Để tạo cảm giác vui tươi, phấn khởi, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chủ yếu cho các học trò chơi các trò chơi vận động với bóng như đá ma, chia hai đội hình để chơi bóng bằng tay. Trước câu hỏi của truyền thông về đánh giá sức mạnh của U20 Iran, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Tôi đã từng trả lời về vấn đề này rồi. Cả ba đội bóng còn lại ở bảng B đều được đánh giá mạnh hơn U20 Việt Nam. U20 Iran không phải là ngoại lệ. Họ rất mạnh. Nhưng các bạn đã biết, những nền bóng đá mạnh nhất ở châu Á đương nhiên có Iran." Nói thêm về sức mạnh của đối thủ, thuyền trưởng của U20 Việt Nam chia sẻ: "Theo tôi đánh giá ngay từ đầu, U20 Iran là đội mạnh nhất ở bảng B. Chúng ta từng thấy đội tuyển quốc gia của họ đá như thế nào, họ có thành tích như thế nào ở các giải đấu. Thật ra, ở một giải đấu như thế này, có thể họ có một trận đấu tốt, một trận đấu không tốt. Nhưng bình diện chung, chúng tôi nhận định U20 Iran là đội bóng mạnh nhất bảng. U20 Việt Nam chỉ cần một điểm, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông và các học trò không ra sân với tư tưởng cầu hòa. Nếu xảy chân, hai trận thắng vừa qua sẽ vô nghĩa. U20 Việt Nam không vào trận với chủ trương cầu hòa. Chúng tôi biết nhiều bài học kinh nghiệm từ các đội bóng vào trận với tư tưởng hòa vô cùng nguy hiểm. Nói về lối đá phòng ngự phản công của U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng nó phù hợp với các cầu thủ U20 Việt Nam. Nhưng để hóa giải, đối thủ phải có con người. Thật ra, lối chơi này phù hợp với năng lực của U20 Việt Nam. Thứ hai, trước các đối thủ mạnh, U20 Việt Nam không thể chơi đôi công được. Để khắc chế lối chơi này, đối thủ phải có năng lực thực sự nữa. Họ có thực hiện được không? Chẳng hạn như với đội U20 Qatar, họ nói sẽ khắc chế lối đá phòng ngự phản công của U20 Việt Nam. Nhưng năng lực của các cầu thủ của họ có thực hiện được ý đồ chiến thuật hay không nữa,